Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em có một cặp loa dòng loa Acti nha. Dòng loa này gọi là loa monitor nha anh em. Và loa Acti tất nhiên là loa nó đã có công suất bên trong. Thì anh em chỉ ghim tín hiệu vào là mình ghim điện thoại vẫn hát được. Và đầu đĩa hoặc là TV vẫn hát được bình thường, nó đã có công suất bên trong nha anh em. Còn gọi là loa Acti. Dòng loa monitor nha anh em. Dòng Samsung này hàng của Mỹ nha. Dòng này hàng 7 Mỹ anh em, còn cặp này về còn rất là mới. Và đây là cái thông số ở đây, Rubicon này, Acti Beacon Monitor EG6A. Này lo bát 16. Này gân cao su nha anh em. Gân cao su thì anh em xài mãi luôn. Cặp này cực kỳ là mới, em về còn thùng luôn nha anh em. Còn thùng luôn nha. Và em bay một cái thì phía bên trong anh em xem nha. Phía bên sau nha. Đây thùng này về cực kỳ là mới, nó gọi là mới đó nha anh em. Và đây em sẽ quay về phía bên sau của lo này nha. Và đây là cái này là chấp điện nha anh em, chấp điện nha. Chấp điện. Cặp lo này rất là mới. Và em đi về phía sau cặp lo này đây. Samsung nên là bằng cách server nó là chỉnh những cái tần số hạt đó anh em. Và dưới đây là cái dòng Dubai Decibel anh em. 5kg 2kg. Và đây là Rubicon nè, Acti nè, G6A nè. Này tần số chép. Và ở đây là những cái tần số sóng. Và ở đây là chỉnh mình tăng cái decibel lên. Dù anh em sẽ tăng nó thì cái tín hiệu vào nó lớn lên. Và đây volume vào nè. Em dặn lên nè, anh em xem nó. Đó, em nhận nhỏ lại. Và đặc biệt con này xài điện 110 thôi nha, hai được nha anh em. Này thí dụ nó trong đây nó có một cái cầu chì anh em gặt vô đây á, thì nó sẽ xài điện 115V. Là thôi gặt vô phía trong nữa thì nó xài điện 230V. Dòng này nó lắp ráp bên thị trường China nhưng nó là hàng Mỹ nha anh em. Hàng Mỹ nha. Dòng này hàng Mỹ nha anh em. Anh em vào cái trang web nó sẽ biết dòng này liền. Và đây là những cái thông số anh em. 20kg 75W power, 25W là chép. Và đây là những cái thông số anh em. Và cặp này tiếng cực kỳ hay nha anh em. Dù anh em nào phần thu này kia thì cặp này thì để rất là đẹp, mà tiếng rất là chi tiết nha. Ví dụ muốn hát nhạc sàn, nhạc vũ trường, nhạc trữ tình thì vẫn gọi là hay. Dòng này đặc trưng cái dòng Lomito thì nó tiếng nó cực kỳ vời. Và sau đây em test cho anh em xem nha. Và thế về chất âm cái cặp này nha, nó rất là lực nha anh em. Monitor. Và em kết thúc video tại đây. Xin chào.